phí chính còn gì nữa nha. Cái con phí gì á? Ôi, cá lóc, anh Đồng ơi. Cái bà con quá đã ơi. Thôi luôn rồi. Ôi trời. Ui, ở đây con sư. Ô cái trắng. Tía ơi, trời ơi. Tía ơi, tía. Đó. Dữ quá vậy. Ừ. Đúng không? Chào nhà buổi sáng nha. Chào nhà nha. Chào nhà nha. Bữa nay thì cũng ngày cuối cùng rồi nha cả nhà. Mấy anh em sẽ thức dậy và vệ sinh răng miệng rồi tiếp tục ngày cuối cùng nha. Còn hôm nay sẽ có những gì, bắt được gì không nha cả nhà. Yeah. Chưa biết sao nữa. Ngày cuối rồi. Thôi bây giờ mấy anh em thức dậy nha cả nhà. Đây, cái lọc đầu tiên mấy em nha. Thấy là hao rồi đó. Nó nằm đóng rồi nè. Hốt đi. Ê. Từ từ nha. Ô, ông trên kia nha. Rồi từ đừng nhúc nhích, đừng không. Ban đêm thì thoải mái, còn ban ngày thì mệt lắm. Ông bầu đâu dưới đây. Từ từ, đừng nhúc nhích. Gì cũng phải từ từ. Tụi em xuống rồi. Ôi trời nha. Anh cứ xíu nha. Đây. Mày hả bự. Mày cỡ nào có những gì cặp á nha. Rồi. Mày cỡ nào. Nó lạnh lên đâu. Đó. Được em đầu tiên nha. Khơi khơi khơi. Đúng vậy. Dập thì chết bớt rồi, nó không có sạch. Xuống luôn. Xuống luôn. Áo xuống luôn. Thôi xuống luôn. Rồi, xong. Bớt nữa. Được luôn. Xuống gỡ luôn cho. Ok. Gỡ luôn cả nhà. Gỡ luôn dẹp luôn. Chứ không nữa kìa nữa ngon lành hút đi đây. Quá xả rồi sao vậy, ngõ buồn hay gì chết luôn hay vậy rồi chết rồi vậy chết rồi thì kiến bu rồi trời ơi có con ồ cũng bự lắm chứ. Ôi còn người vô tư chết không? Luôn rồi cả nhà, nó nằm theo cái hướng đẹp dữ rồi. Trời ơi co go luôn, nó bự quá. Ừ. Rồi hai con rồi, tiếp tục được rồi này rồi có không người xuống dở luôn xong luôn anh đứng đây từ chiều chờ em. Quốc đâu đâu đây nè bây giờ mấy anh em á, cái nào dính á mấy anh em sẽ quay cho cả nhà nha, còn không dính thì thôi, tại hôm cũng có quay thăm lần rồi, quay dài quá cả nhà cũng nhàm nha cả nhà. Mấy anh em sẽ thăm bớt quái nha, hai quái là thăm gì đâu quái ơi dây kìa. Hello. Có gì không? Có cá bóng. Cá bóng nhỏ. Ui không có gì nhiều chứ. Nhảy kìa. Không có gì nhiều chứ. Cái này hơi thất bại nha. Cái nhà. Ừ. Rồi, làm cái mới, còn cái sau nữa mà. Chất bớt cái đầu tiên rồi đó. Rồi cái thứ hai nữa sao? Đâu rồi? Hello. My friend. Không gì không? Rồi thua. Có luôn hả? Không có luôn. Rồi xong luôn. Có mấy cái gì chút mà bắt không? Con cát hay vậy? Cái bóng nha. Chậm đi. Nhiều lắm luôn. Hả? Mấy này là nhóc luôn. Con cát. Mấy cái này cá sơn hay cái gì? Rồi còn mấy cái này nữa nè. Chít nhóc cho luôn á. Hả? Không? Cái con gì á Không biết nữa, nhiều lắm. Có không? Bắt coi. Nhiều lắm luôn. Ô thả đi mày. Cái nhỏ nhỏ mà, thôi thả đi. Thả đi. Cho nó sinh sôi nảy nở đi. Để cho nó ra luôn. Để mồi cho nó ăn luôn. Mới nè. Ờ, có. Dính con cá bóng là gì á. Dính con cá mẹ. Nè. Sao? Ồ. Con cá mẹ cũng được, cá bóng cũng được nè. Vô. Này chết rồi. Ô. Còn nào nữa không? Rồi em kia. Căng dưới ta. Căng dưới ta. Ôi. Ôi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi. Ôi. Hai con luôn kìa. Ba con, bốn con luôn. Ôi kìa kìa. Nè. Đến nè. Thêm cái gì nữa nè. Ờ nhảy vô. Nè. Trời ơi. Ôi mấy con luôn nè. Bóng con luôn. 2, 3 con, 4 con, 5 con. Con rồi, con rồi. Còn nữa không, còn nữa không? Ủa đây nó nè. Kìa kìa kìa. Con. Ủa muốn không? Muốn không? Ờ đừng con kìa. Được đưa ai, đưa ai, đưa ai. Bỏ được hết rồi. Hết tôm gì á. Hello. Trời ơi. Ờ con. Chứ con có bóng, 2 con luôn. Được 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 được. Rồi. Đổ cái đổ cái. Giờ lên chả đổ cái gì đổ đây. Đổ đi luôn đổ. Phóng ra không ta? Đổ vậy. Thôi lên lấy để phóng á. Thôi lên luôn. Lên đi. Im rồi, cũng được. Rồi rồi. Có ăn này, có ăn rồi. Con cá bóng gì á. Nhìn cái. Ủa sao có tôm lộn đây nữa nè. Cái vỏ vậy. Ủa dính đâu rồi? Rồi. Dính gầy đó là gạnh rồi. Nó tính mấy cái bát quái xong rồi chứ. Bát quái lên đường này tính là còn có 2 con, 2, 3 thằng gầu thê thảm, sầu thê lương. Sao ra ta? Cá mà ra cũng được em. Cái bự. Đó. Nó phóng đậu ra, làm men này. Có. Móc cơ đầu vô. Nè. Ồ, đừng con nè, chết rồi. Cái vỏ tôm nè. Có vỏ tôm nữa kìa. Để lọc vỏ rồi. Nè cái đầu nó. Ôi. Cái gì vậy? Dính lòng tông nữa. Lòng tông dính ngoài luôn. Bự ra. Nó dính ngoài vô chứ phải dính trong ra. Bởi gì? Nè cái vỏ tôm luôn nè. Trời ơi. Nè nó nhiều lắm mà. Đó đơn rồi. Đây nè, đây góc này nè. Đó. Đó, mấy con luôn. Có bún nè. Cũng được rồi. Cũng được đi. Mình góp là mình ăn. Ừ, góp gió thành bão. Ôi bão mạnh. Gió hồi mát. Góp ít đồ ăn thành nhiều luôn. Tính sáng hiu quạnh rồi. 3 thằng buồn sầu thê thảm. Đi như người mất hồn. Nhưng sáng mà cũng về được. Sáng lội nước về được rồi. Buồn thì không biết sao. Rồi không sao, được rồi, có rồi ăn rồi, có ốc nữa nè. Dính ốc luôn nữa. Nè ốc. Cái ốc cũng được nè. Cái ốc nó cũng mê mấy mồi này dữ ha. Ồ. Con này là không biết là con tép bạc hay là con tôm đất hay sao không biết. Ơ bún. Đất hay tôm sú gì vậy? Con này sao ơi nó vàng vàng đi. Ơi cái gì vậy, có ký sinh trùng gì không? Sao đầu vàng khè chị. Nó cái gì kia. Nói vậy. Đầu trước cứt. Trước cứt đúng rồi, nhưng mà cái mình này, cái lưng này sao nó lạ. Mình trước cứt luôn. Tôm kiểu. Ủa tính ra ốc nó cũng khoái nè, quá trời nè. Ừ. Nhiêu đây không đủ siêu ăn đâu. Rồi hết cái này đó. Rồi một cái đầu tiên. Mà cái này tính ra nhiều hơn rồi. Cái kia hình như cũng lai gai rồi. Ừ. À, cũng được đi. Cũng im đi. Có con này lạ. Hỏi cái này cả nhà biết cái mồi nào mà đặt. Cả nhà có mồi đặt mấy cái con tép này thì cả nhà bình luận cho mấy anh em, đặng mấy anh em biết, đặng 11 đặt. Chứ đặt cám với này thế là cũng có vô nhưng mà thấy không vô nhiều. Ít. Cái này là có số lượng được á. Ừ. Với đây coi chừng nhiều luôn á. Nè, này được con. Ồ. Con mồi. Còn luôn. Còn hết. Còn. Nãy con có với con cá bóng. Đến nè. Ủa, dưới con hả? Ủa, 2 con luôn, 3 con luôn. Được. với con cá bóng nữa, cá bóng nhỏ. Được rồi. Như mình ăn nhiêu. Thấy là mấy con tép tôm này là khóa rồi. Tôm tép bự. Ừ. Giống tép bạc chứ không ăn tôm đâu. Không biết, em không biết. Nhưng tép bạc đất ta. Con đen thui nè. Hạ con luôn nè. Nói kệ đi vô bụng đi. Rồi. Rồi, nó ra ngoài luôn rồi. Ủa đâu rồi? Đâu rồi? Thứ bao nhiêu đây hả? Bao nhiêu đây? Rồi. Đây cũng được đi. Chắc lùm ốc rồi ra. Tính ra mình đập ốc mình đặt coi chừng có. Ừ, có trong mùi ốc đâu dữ vậy? Mùi tanh tanh á. Ốc ra cũng được. Được cá bóng này. Mấy cá bóng này nó giống cá bóng trần mình đó ha. Cống diêm hay gì á? Cống diêm sao bự vậy? Ủa, cái cống gì? Cát hay gì á? Rồi hả? Con cát giống mấy con ba cá bóng này nè. Đó nè. Còn cá bóng đen này nè. Giống cá bóng trần mình vậy. Chứ mình cũng có nữa hay gì á. Có cái này. Được mớ tép bạc hay gì nè, kêu tép bạc đi cho nó dễ đi. Còn lòng tông dính sao nữa nè. 3 sao gì dính ngoài vô chứ. 4 5 6 7 8 9 10 con. Im. Cái này câu cá ngát cũng được ha. Rồi chia ra người ba con, còn con này không biết. Tấn tròn tấn. Dạ. Con này nó lạ rồi. Thôi giờ bây giờ mấy anh em sẽ mần nha cả nhà. Rồi quất cử đi rồi tính tiếp. Gì đi. Bây giờ mấy anh em sẽ bể những cái đọt cắn lồng nha. Ăn chi là luộc. Ăn chi là ốc vàng. Thôi. Sao thằng này không lái chứ hả? Thằng này ăn đi. Nó ăn thịt con không chết. Cá, có tép gì đó không ăn. Có chuột nó không ăn. Đừng ăn đi ăn ốc. Tép. Đi ăn món gì vậy? Thằng nào cũng sợ vậy? Nó thục một cái là mất luôn à. Ô ba Thục. Tin đồn dữ lắm luôn á. Còn này không biết ai chưa ai dám chứng thực tin đồn á. Mình chứng minh đi. Ôi. Đây, bẻ con mớ trước khi kêu ta ăn mình thử đọc trước đi. Hỏi ta ăn bếp vậy rồi, bán quay có chịu ăn không? Dạ đâu mẹ. Ta có chơi vụ. Nên ra cái này một số nơi ta gọi là chùm bao. Ừ, cái chùm bao. Đây cũng nhiều lắm. Với em là kêu nhãn lồng không à? Đọt nhãn lồng. Đọt nhãn lồng. Nó có cũng nhiều lắm. Trái ăn cũng đỡ lắm. Dạ không có trái chín. Nó có trái chín này mới ngon. Chua chua. Chua chua. Chua ngọt ngọt. Nè mấy cái trái này nó bự ra. Nè, đó nè. Cái trái này bự ra, ăn mới đã. Còn này ăn không được. Nè cái trái nhãn lồng này. Nói anh hai ăn đi. Có trái đen ẻ chín này nè. Nhãn lồng. Nè nó chín này nè. Ăn cái ứ luôn á. Rồi giờ mấy anh em sẽ bẻ mới rồi nhãn lồng nha. Bây giờ bữa nay mấy anh em sẽ quyết định làm 3 món luôn nha. Trời lớn trời tới luôn nha. 3 món. Đó, thì tôm thì có những cái con tôm hoàng đế. Người ta tôm tôm hùm, tôm đầu này tôm hoàng đế nha. Tại vì nó hơi to hơi lớn nha. Này hình như tép bạc hay sao? Tép bạc đế. Tép bạc đế. Đây, cái này sẽ gam mặn nha. Đó. Còn bên đây thì chiên sả. Đó. Chuột chiên sả, cá chiên sả với gạo luộc cái nữa. Tới luôn ha. Chơi cho nhiều món rồi. Bữa nay cũng ngày cúng cùi rồi. Đây, giờ ướp sả vô luôn. Sả với ớt. Đây. Nêm vô miếng muối. Đó, có bột ngọt. Miếng hạt nêm. Rồi. Xíu nước mắm. Xong rồi đó. Trộn lên đi. Đó. Trộn điêu. Này trộn lên nha cả nhà, để cho nó thấm chút xíu chiên ăn cho nó ngon. Đó, bây giờ sẽ bắt nước lên, cơm cũng nấu rồi. Bắt nước lên ăn luộc gạo cái. Lụm thôi. Ừ, tại vì có cái chảo à nên phải làm nhiều công đoạn. Phải phân chia ra mới được. Bây giờ sẽ luộc gạo nha, bỏ vô miếng muối cho gạo nó xanh. Bây giờ nó cũng đang xanh sẵn rồi. Ừ, không luộc vô chút xíu không thì nó bị đổi màu. Đây. Dao này ruột lẻ lắm. Đọt nhãn lồng. Nhãn lồng mau lắm. Nó rụi rồi, bỏ vô nó rụi rồi. Trở qua trở lại chút xíu là đếm xuống ăn liền à. Ăn này mát lắm nha. Không biết ăn mát không biết chứ biết là thuốc á. Mát chứ đừng ăn với ốc vàng nha. Có gì đâu người ta đồn mà. Rồi, bây giờ sẽ gấp gào xuống nha. Cũng nhiều lắm chứ. Tại tính nó ít mà cũng nhiều. Thơm mùi rồi đó. Mùi được lắm. Thơm mùi. Đây, bây giờ còn miếng mỡ nha. Đợt này mua mỡ sao nó nhỏ xíu. Giờ mấy anh em sẽ làm luôn nha. Đó, vô tỏi với ớt. Đặng thìa nó luôn. Ra mặn chứ. Đó, vô luôn ơi, nha. Thơm. Vô luôn nha. Đó, có mấy còn vô luôn. Màu lắm. Đó liền đưa vô rồi đó. Đốc hành. Rồi, vô màu cái gì luôn. Đây, tí hạt nêm. Cho miếng nước mắm chưa? Rồi, xíu nước mắm. Rồi. Xíu đường. Xíu hồng ngọt. Cho mặn thì bỏ miếng muối, ủa lộn miếng nước mắm với đây. Tí lúc nào nữa. Tí nước màu nha cái này. Rồi, đó đổi màu đi. Màu cho cá nó đổi màu. Rồi mình chấm vô cái luộc cái đó. Thôi mình khỏi ăn nước mắm ta. Ừ mình chấm này đi. Chấm mình à. Vậy tao làm cho nó sạch sạch một xíu nha. Thôi vậy chấm này ngon hơn nữa. Ừ, chấm để này chấm rau. Ừ. Ok. Thôi hơn. Được, cực đã luôn kìa cả nhà. Hoa xả để vậy đặng cho nó có nước chấm. Mới làm cho nó sạch ra nhiều nước chút này. Vô. Đó. Còn có một con à, con kia thì bị ghẻ nên thả rồi. Chạy đi. Có nhiều ăn nhiều, cũng nhiều rồi chứ khó ăn ít. Có nhiều ăn nhiều. Lỡ tối nay trúng bánh đâu. Đấy mới được đúng không? Đừng chờ vô giấc tối nữa. Đó. Xong rồi nha cả nhà. Giờ chiên cho nó vàng cái rồi cúng ông bà mời cả nhà ăn chung liền. Còn chờ cái chiên này nữa thôi. Ừ còn chờ chiên này nữa xong rồi đó. Đây vàng thè hết trơn nè. Đó bây giờ đem xuống nha. Ui dùm thấy đãi quá mà. Bởi vì không phức luôn nè. Cũng được lắm chứ. Giờ 4 miếng rồi. 4 miếng sao chia? 4 miếng hả? Tặng giờ một phần 2 miếng. Giờ mà một người khúc trước. Thôi dễ lắm. Đơn giản nè, hai bay khỏi ăn rồi khỏi chia. Rồi hai tao ăn cá được rồi. Khỏi ăn cá được rồi. Hai tao ăn cá ăn tép được rồi. Thôi cái nào cũng được chia ra ăn cho đều á. Còn tép nữa mà. Ừ vậy nè. Anh ăn chuột đây em ăn cá với ăn tép. Ừ. Thôi nghỉ luôn đi. Thôi bây giờ mấy anh em sẽ đem xuống cúng ông bà rồi mời cả nhà chung luôn nha. Đây cũng ông bà xong hết nha cả nhà. Đây những cái món này hơi bị thịnh soạn luôn á. Cá chiên xả, tép gà mặn đó, rau luộc. Đây quất cái này trước, gấp nhiều rồi. Nguyên dễ bự mà chấm quá trời luôn. Hồi nãy tới đâu nó ít cũng nhiều lắm á mà cả nhà miếng nha. Tính ra chưa bẻ thêm chứ còn nhiều lắm. Đấy vậy hơi cay nha, nước nó sạch sệt vẫn gừng quá nha. Mời cả nhà nha, gừng quá giặt nha. Có nước chấm nữa nha mà nha. Có cái là hơi chấm vừa thôi, chấm quá là hơi mặn rồi. Ngon đùi với cơm nữa. Ok đó chấm vậy thôi vô nha. Đấy nói dữ không nước ráp à. Mời nha. Ngon. Ây, mà cái nhà nha. Sao ngon vậy trời. Ăn vậy là thịnh sò đó. Ừ. Thịnh sò là thịnh gì? Ừ. Thịnh con sò hả? Rồi. Quất con cá này cái nha. Miếng này đi. Cơm cứng cứng ngọt ngọt đó. Ừ. Két. Ủa thịt thấy nó dễ khắc luôn rồi. Để nha nha. Ngon. Ngon vậy? Thơm một xả đúng không? Ừ. Người ăn miếng rồi. Thơm mùi xả đúng không? Để nha nha. Chắc chắn thơm mùi xả rồi. Nguyên tròn. Thịt dễ đã. Tròn gạo gạo luôn. Chuột nè. Để nhà miếng nha. Thời nó giòn kìa. Trứng cột gạo không hả? Thấy con kia lành lặn là được thêm con đó rồi. Ngon luôn rồi. Mình đâu có thả. Ngon nước ta. Có lỡ không? Gạo đi. Nhưng có cá hơi cực hơi lâu nha. Ta làm nhiều món. Cái có cái chảo à. Cái ăn ngon. Chịu khó có món ngon. Đây. Mày nha nha. Mày nha nha. Quá đã rồi. Ngon. Cơm gì cỡ? Vô tiếp em. Ngon nha nha nha. Khỏi nha nha. Ngon lứa. Đâu chấm này gạo quá bắt quá. Cái rau này nãy làm nước mắm rồi dở không? Đúng rồi. Hình sao chị nghĩ ra cái này? Nóng rồi, bậy hết rồi. Giống nước sốt vậy. Có tỏi nè với nước mắm luôn. Thơm. Đầy đủ chưa? Dùng tép. Rồi. Quất. Thêm tép mỡ con này luôn. Con này là con tép không? Vô nha. Cả nhà thấy nhỏ mà con này tép khác đúng không? Khác với miếng này. Ngủ. Từ nó ít ăn nhín nhín vậy mà nó ngon thiệt kìa. Nó cũng được nhiều tép cam mặn rồi nó ngon. Giỏi cái mày hai cứ ngồi. Ủa làm cho bắt quá dở quá. Không biết có ra không nữa. Sợ nó ra. Sợ nó ăn rồi nó ra hay sao? Chính ra nó để mồi cũng nhiều lắm bộ. Đấy, cái là 3 cục. Thở ra thôi. Để chắc ra mày. Chuột không có ấy. Đúng. Cái đuổi nó lụm, ăn cái quất luôn luôn. Cái đuổi kìa, quất cái. Rồi, mở nhà nha. Mở nhà nha. Ăn đại vô trời ơi. Mình ăn mình mới có sức. Thuốc à mới nổi. Đúng không? Mình còn chinh chiến dài lâu mà. Tại vì mấy anh em á là mỗi ngày mỗi ra clip cho cả nhà cùng xem. Nên bởi vì làm đúng rồi. Làm sinh tồn á bao giờ cũng phải giữ lại sức khỏe cho anh em đặng làm thêm những clip tiếp theo. Còn ví dụ mà mấy anh em chơi buôn đốc á là ví dụ đi sinh tồn 3 ngày, 4 ngày, nghỉ 5-7 bữa, 3-4 bữa thì đâu thoải mái đúng không? Còn này mấy anh em làm mỗi ngày cái nha. Nên thời gian nó không có, nên cần bảo vệ sức khỏe mới được. Trong mà làm không có clip cả nhà cùng xem cũng hơi buồn. Tại vì hầu như là sáng ra ăn đi hang bè ăn đi tao nói gì đâu, tao nghe chuyện. Nghe không? Mỗi sáng ra là em coi bình luận. Còn bữa nào mà đi sinh tồn đợt này á, không biết đợt này thì không biết có chỉnh nổi cho cả nhà cùng xem nữa không. Tại vì một số đợt mà đi sinh tồn á là em chỉnh không kịp á. Chỉnh xong rồi đăng lên 3G nó lâu lắm. Rồi với mạng yếu rồi làm sinh tồn á, làm những clip ẩm thực á tới khuya lắm. Nên nhiều khi chỉnh không kịp. Nhìn có gì cả nhà thông cảm cho em nha. Tới clip sinh tồn á thì có thể trễ nha cả nhà. Nhưng mà hầu như em sẽ cố gắng là mỗi ngày một cái clip cho cả nhà cùng xem. Điều mỗi ngày. Đúng mà. Thì cũng sẽ có clip hay, cũng có clip dở. Thì clip nào hay thì cả nhà xem ủng hộ em. Còn mà clip nào dở thì cũng ủng hộ. Clip nào dở cả nhà nhấn lượt like. Chơi nha. Thì mấy anh em thấy đây có cái ổi nha cả nhà. Nên đâm trái mưa ớt ra đây đừng kiếm coi có trái nào đừng có chết luôn. Đây rồi. Đó, có mấy trái chín. Ủa sao nó lá này? Thì mình ăn mốt người, ăn mốt. Đây nè, đây con trái này. Ổi xẻ hả ta? Có ổi ong không ta? Có. Tao chở nó ong đánh. Thôi có 2 trái chín kìa. Ông ơi! Đây ông ta cần ông. Rồi không cần được đâu nha. Kêu ông đánh ta. Kêu ông ơi, bà nguyên ngổ ông mừng. Cái gì cha? Chạy em đây, chạy. Phải bổ trọng nha. Trời ơi, không có ông mà có kiên giang căng muốn chết luôn rồi. Kiên giang phải thịt cua đen. Kiên giang thịt cua đen. Nó phải đem theo cái dao hả? Tạt cốc. Hạ cái ổ này xuống chỗ vậy. Dạ. Chụp nha. Dạ, chụp yên. Tuy rằng nó không được nhiều nhưng mà nó ít nha. Ôi rồi. Không sao. Cứu được, còn cứu được. Không rồi. Giang khè luôn cái nha. Cảm ơn. Chưa. Để anh hai xuống ăn luôn. Nó bẻ xuống cái gì ăn. Ăn ngồi không còn nữa. Băng giòn, ổi dẻo, mê dai. Dạ, cái nồng có con trái sau lưng mình kìa. Bẻ từ. Mình phải bẻ từ chứ đâu có gấp gáp được Quynh. Đâu có ngông như Quynh. Coi vòng vòng mới được. Cả nhà thấy con khỉ không? Con heo leo cây. Hay leo keo. Kìa, sau lưng đó, sau lưng đó. Thấy đâu? Nhìn thẳng là sau lưng, nhìn thẳng là đằng kia luôn. Đó. Cũng khó khăn nha. Đấy hả? Trên đầu ơi, trên đầu kìa. Trên đầu mày á. Dạ quất luôn. Ở trên đầu có con trái à? Đó. Cái mặt á. Dạ. Dạ mấy ơi. Cái này nè. Cái này ngon nè. Nhả màu rồi. Nhiều đó. Có kích lùm không? Yên rồi cái nó hơi leo dở, cây hơi dở. Nặng quá leo tét nhắm luôn. Nó sợ độ cao. Chọc giờ hai người lên nó cũng căng. Em nói chung cũng em ớn mấy chỗ cao. Mày bóc leo cây dừa đi Yên. Nhiều biết trái dừa. Giờ mà không biết leo. Leo biết. Ví dụ bây giờ lên cũng khó xuống nữa. Leo lên buông tay xuống. Thôi. Không còn răng cháu luôn. Sao rồi? Nó đang đu tơ dừa với chuyển tơ dừa vô trong bây giờ. Có hai trái bự luôn. Kìa hai trái bự luôn. Khó khăn quá ba. Ngồi sao vô. Rồi ngồi vô luôn. Ngồi sao ấy. Để đỡ. Đây. Ngon nha, hai trái chà bá luôn. Đúng không? Đây. Thôi nhiêu đó là ăn đủ rồi. Trái dài với hai trái vàng. Ăn đủ rồi mấy nó. Rồi đó, dùm như trái chanh vậy ta. Thơm dữ vậy trời. Có giòn không nha? Ừ, có giòn không biết hả? Mà thơm dữ lắm luôn. Trái này ngọt chắc khỏi còn. Rồi. Đây. Đây nó bị hư nha. Cái khác đi. Đó dễ gì như giờ cũng giống hồi xưa thôi. Đó, sẽ tách ra miếng chút vậy nè. Đây cái trái mưa ớt nè. Mở nha nha. Trái này ngon. Già hả ta? Để con quất cái này nha. Nó rẻ. Màu đẹp nha. Rồi. Hơi trời cho ổi này mới ngon nè. Cho ổi này ngon nhất cho bè. Trời ơi bá luôn á. Cắn đi. Thôi mấy trái sống ăn mới đã. Đó. Nó đỏ hồng phải không? Sống á. Đem già. Hồi nhỏ kiếm được cái ổ này ăn một cái chợ thánh thần ơi. Mở nha. Dưỡng ngon hổng à. Mấy trái này hột không ngưng. Hột nó nhỏ lắm. Có mấy chợ thường mình ăn á, hột nó bự hơn xíu. Cái ổ này thường sợ lọt vô dạ dày. Trời ơi, trời đất miếng luôn. Nó giống kêu bỏ xẻ ta. Ổi xẻ. Hình như ổi xẻ. Ổi dại. Ổi dại gì á, chứ mọc mà đây mà. Với chai ruột đỏ nữa. Ngon dữ à. Đỏ quá. Cầu quá mà ăn cũng với ổi vậy hả? Thấy cái ổi là thấy khoái rới à. Đỏ. Chấm ớt nữa, chấm nữa. Chấm ớt đỏ luôn. Cái này chả hư rồi. Nó mềm. Cái này đi. Này hả? Này cuối này nè. Nè, trái lỡ nè. Cái này cho chữa con tướng à. Uống đi. Thôi ăn đi, chữa. Em muốn nha. Quên. Ăn cái. Chỗ này chưa già á. Ơ. Không nha. Cái mà đỏ đó. Chính chưa già mà già không tưởng ta. Dạ không nha. Nãy nha không nha. Rồi. Bởi vậy nha. Ngon cứ rồi. Rất ngon luôn. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ừ. Ăn đi chút ăn xong. Cặp cái đi. Quất luôn. Ăn đi. Quất luôn cho ở nhà coi. Thôi trái này ngon nè. Chấm giùm cái. Đây, chấm giùm đi. Rồi. Mày nha nha. Trời ơi, chọc luôn. Ăn giùm luôn. À. Được không? Hà bỏ ớt à? Ừ. Mở nhà nha. Quất ăn chỗ đã chứ. Không. Ngon. Để đưa coi thôi. Đó, trên nhà coi thôi. Đó. Áo vàng kề luôn. Đó tư không ơi. Hột với màu vàng, với cái thịt hơi đỏ. Ngon, ngọt. Đảo quá. Ngon quá à. Ăn xong mấy em còn làm mình câu cấm nữa. Rồi, mày cấm. Mà nước yếu quá, nước dảo quá, không biết sao. Để ý mấy bữa à, nước chẳng queo. Nước ăn còng. Nó còn say say nữa. Tôi nhỏ đi. Để tới miệng đi. Ăn đã quá nha. Mà cái này nha. À. Rồi giờ bây giờ mấy anh em sẽ làm cây câu cấm nha. Nhưng mà hiện tại nước đang giật nha cả nhà. Bữa nay bữa cuối rồi, lỡ có gì thì tối nay ăn khô quạt luôn. Chơi luôn. Ok ha. Thì sao giờ? Nước hiện tại đang giật á nên nó tuột xuống dưới rồi. Còn mớ dế này á là bữa mua tới bây giờ nè. Nó cắn nát bấy hết trơn. Có mớ dê cũng nó chết muốn hết rồi. Tại vì xuống đây sợ là không có đào được trùng á, mà thiệt đào không được trùng nào hết trơn. Rất cù queo. Quá. Đó là có đem theo dế. Chết cũng mớ rồi. Chứ không biết ở dưới đây nó có ăn dế hay không nữa. Bữa câu thử móc thử mấy con dế vô thì không thấy nó ăn. Nên hên xui nha cả nhà. Thử đi. Còn không được thì khúc quẹt. Quạt. Chứ mình khác tiếp. Tại vì đây cũng không phải là xứ sở của mấy anh em. Nên chơi đại, chơi thí. Thì bây giờ mấy anh em sẽ tóm câu nha cả nhà. Đây. Đây, khui. Giống trao nhẫn cưới vậy. Trao không vô có mỏ yên. Nè trao nguyên nùi để mệt nè. Trao nùi đó là lên đường luôn á. Móc vô cái mỏ ơi, tại sao người ta không có làm độc lạ đi ta? Thấy đeo khuyên tai, đeo khuyên mũi, đeo khuyên mỏ á. Sao mình móc vô móc vô nhìn chắc đẹp. Sao thử ơi. Móc thử. Cái này chắc không còn gánh gì. Cái này nữa câu. Không biết sao. Thấy con cá có không còn gánh đâu. Mà anh hai thấy con cá ăn vô nó còn sống không? Không. Này vô coi chừng cũng ngủm luôn á. Theo tính chất bắt cầu xưa thấy không? Nếu mà con cá bị phong còn gánh, mình ăn cá vô mình cũng bị phong còn gánh. À nó chưa bị phong còn gánh. Dạ. Nó phải có một thời gian. Mà con này đâu có kịp đâu. Không kịp hả? Mình lên nồi, vô nồi hết rồi. Thì bây giờ mấy anh em sẽ tóm nha cả nhà. Kiếm mớ cây để làm cừng. Mớ cây làm cừng nữa. Đây. Cách thử nghe con. Móc đứt liền. Rồi, thì bây giờ mấy anh em sẽ làm nha cả nhà. Cắm lại thử này cái nhà. Nước rút lên rút xuống sao nữa. Cắm thấy nước cạn á. Cắm xuôi đi. Cắm sâu sâu đi. Cắm sâu luôn. Anh em thường cắm ngầm không rồi cả nhà. Không có chơi cắm trôi. Ngâm nó. Ok. Tiếp tục nồi đó. Yeah. Rồi. Vũ khí này phê. Tại vì nước này nước mặn mặn á nên không biết có dính hay không nữa. chứ giờ nước đang cạn đó. Rồi bóng luôn trời lên rồi đi chứ luôn. Ê hệ chung rồi, cắm đầu anh hai em dùng chút xíu sức nữa là cắm đầu đó nha. Đi sủi biết nước còn lát có xuống cắt tới phía cái lỗ quá im nằm cũng được. Cái gì đó lỗ ngon quá, lỗ yên nằm vừa. Ok này chặt cá đâu gãy cây mất cây luôn á, cá ra thà ký nữa. Cái bự á. Tính ra có lưỡi rìu vàng, lưỡi rìu bạc, mình lưỡi câu vàng, lưỡi câu bạc tiêu luôn á. Mình tính ra lỗ ta hay thì quăng anh Tuấn xuống đi. Rồi. Quăng Tuấn lên hả? Được. Ủa, anh Tuấn vàng, anh Tuấn bạc. Được. Sợ lên nguyên cái cục vàng cho bá lửa chắc chết luôn á. Vàng kia vàng khè, vàng khé luôn nuốt luôn. Vàng mới nổi. Chìm mới được. Rồi. Nhẹ quá trời. Cái này người ta đưa một bình từ lấy vô mát. Lấy được á, lấy sao có chỗ trống cho mình. Không ai câu khúc này cho nha. Có mình hả? Mình cấm mà. Chứ câu vô đây sao phải mình nhặt lỗ mà người ta vô đây câu á. Ăn cái gì làm sẵn là có người ăn liền. Cái gì vậy trời? này vậy tí. Không phải tàu. Trời. Thằng chỗ hồi dính cá đó. Thôi trời làm luôn. Đã đứt. Cái này nó số 7 rồi bạn. Ừ. Chỗ này nhiều rau mát quá. Nên cực chú về rau mát. Để em ra ba nha. Để còn yên hên hay tay mà hên nha. Thú quẻo hôm nay em nè. Nếu có ai văng tới lưới đây nữa nè. Kệ tay văng mình cắm. Sôi. Sâu xuống dưới nha, nó còn nước kẹn nha. Không, cái vấn đề là cái bờ này nó cắm sâu không được đây nè. Có còn hai đạp bích rồi. Cắm đầu dưới không? Ơi, ơi, té. Ơi, hơi nhỏng lên. Té lộn mèo với luôn. Ơi, để em chỉnh lại với. Nói chừng này không có dính đâu. Anh xui. Mình hãy tin đi. Mình vô lưới nha, lưới của tay văng á. Nó sao không? Xíu xíu vô. Ôi đất mình dữ. Nãy nói sao? Chưa gì hết trơn, dính gần đó hả? Đấy. Mấy em chưa thăm xong đó. Đưa em. Rồi cái đó, này. Có mặt rồi không? Đi. Sao không biết chính con gì nữa. Cà lạc. Ở đâu vậy? Sao hết rồi? Đó. Nó quạt vào không? Không biết chính con gì nữa nha. Cái con phỉ gì vậy? Ôi, cá lóc. Thanh đầu đi. Cái bà ơi, quá đã. Ôi, cá lóc nó bự. Trời nó. Rồi. Trời. Ui. Ủa nó bự mẹ ơi. Mới cái vòng lại thôi á. Trời ơi. Mới đi chưa đặt hết mấy cần câu nữa nè, cần câu luôn. Cái dòng bên kia cắm nè. Trời ơi. Ô nó quấn nè. Đi gà cánh thấy dịp câu liền. Ô rồi các bạn rồi. Thánh thần ơi, cái con này nó bự. Tính ra hên quay lại cả nhà, chứ sợ tới tối để tới tối coi chừng xảy nó. Ừ. Ô nó quấn nè. Vậy là có đồ ăn rồi. Ấm em ơi, vụ mánh rồi. Thôi coi chừng cái đèn. Thôi bế cái đèn. Đêm nay chúng mánh rồi. Trời ơi. Chưa đâu. Chưa cắm hết nữa nè. Sợ nước thôi. Chắc mình đi vòng qua cái đám mát này nữa, cắm nữa quá. Tại tụi em sợ nước nó giật xuống thôi cả nhà. Chứ mà nước nó cứ im vậy là thôi. Tính đi vòng qua bên bển, đặng đi cắm mấy cái chỗ mà kiếm mấy cái guppy chơi. Mà rốt cuộc đi ngang đi. Ừ nó giật liệt xuống luôn, không biết cái gì luôn. Ủa nó bự. Thằng thần ơi. Ơi. Cái con đồng, cái lóc đồng mà nó bay lên. Ủa nó quấn nè. Mới có đi chưa được 15 phút nữa. Rồi. Mới cắm vòng đi vòng lại. Đi mày ngon ơi. Ngon cắm lại. Mà cái cây này là cây lá cách. Ừ cây lá cách mà nó chịu cũng dữ lắm rồi đó. Nó quật. Nó chỉ nhịp thôi. Rồi bây giờ cắm lại. Đúng rồi. Để cắt thôi. Cái không có đem đồ đựng. Con cá nó bự. Đâu có đem đồ đựng đâu, đâu có biết chính đâu đem đồ đựng. Thì tính đi cắm thôi cả nhà. Đâu rồi nút mẹ ơi. Ui. Quá đã ơi. Xảy cái nào cũng vậy nha. Không lẽ quay lại coi với con kia chứ. Mà giờ xảy đâu được chứ đợi mà. Thôi coi chừng á. Tháo yên. Còn cái cây hồng đó. Móc dạ. À, tháo. Hay à. Ui. Chưa gì hết trơn là chắc chắn là có cái nồi cháo rồi đó. Trời ơi, cuối cùng là chắc chắn là có nồi cháo rồi đó. Chỉ chờ thêm kết quả thôi. Có khi nào đêm nay mười mấy chừng là được có mười mấy con. Có không có? Nó có rồi. Ừ vậy tấm kiến chắc nút luôn quá. Đây nè. Không, thôi đặt lại, cắm lại. Thấy nó chạy kìa. Cắm lại, chạy thì cỡ nào mà chạy được. Khỏi lo, khỏi nghĩ đồ ăn rồi đó. Ừ. Nó kẹn nguyên. Sâu. Sâu lắm. Dở ra. Nó chạy vô á. Dở lên, vụt qua luôn. Đúng rồi. Ok. Cái đêm nay giờ trúng mánh nha. Được thôi. Ngày cuối cùng im ấm trong tịch cái gì vậy? chứ chưa gì chiều thấy cũng phụ khô quẹt rồi đó. Lát hồi rớt mất tiêu rồi mới ăn khô quẹt nữa nè. Cá ăn khô quẹt. Tại vì biết sao không? Sợ nước nó cạn. Nhưng không ngờ ở đây bọn nè, chưa gì thấy gì trơn là thấy im ấm tình rồi đó. Cái số là 1-0 Yên. Ừ. 1-0 đấy nha. Yên phải gì làm sao ăn lại chứ. Để coi sao, phải hơn chứ. Để cho thấp vậy luôn, lỡ lát hồi nước cạn. Nó bị quẹo không bên, sao ghim vô cổng nó bị quẹo. Để đi quẹo không? Nó táp gì đó. Có mất. Giờ là tính đi cắm ở ngoài mà thấy có ham rồi đó. Nên dẹt lỗ cắm luôn. Chờ dân mai thôi. Bên kia Yến, bên kia nó dễ dở lên đi. Ừ. Tính dở hết khu này luôn. Trời ơi. Mới thua cái tỷ số 1-0 mà Hùng hổ tới vậy hả? Dạ ăn lỗ cho nó bự cho nó ra nó thở. Sao rồi? Cho anh xin cây. Rồi. Anh cánh không? Cánh nổi nhất không? Được không? Cắm xéo. Cắm xéo quá. Xéo đi bò đi. Đất nó vô nổ. Trời dính trống rồi, dính trái cao mát. Xéo rồi luôn. Ừ. Không có nằm trên bờ luôn được, ngay chân luôn được nữa. Cây ấy hơi dài. Cắm ngay chân á. Chọc cái ông muốn cũng được. Miễn có là được rồi. Không gì là không thể. Không gì là không thể mà không gì là có thể. Không gì làm có được cu điên. Đủ. Rồi bánh xèo tôi còn làm được mà. Bánh xèo làm được. Bánh cái gì? Trứng omakuru sư gì tôi còn làm được. Omakuru gì á. Thôi giờ lo trứng cá ăn kìa. Bây giờ là mấy anh em sẽ đi về nghỉ ngơi nha. Cần này cần cuối cùng rồi nha cả nhà. Coi thử một chút xíu kết quả như thế nào. Là tính tới đó. Dính con là thấy mê đó. À, ít nhất là có món rồi. À. À, bây giờ mấy anh em sẽ dẫn cho cả nhà đi thăm những cây cần câu nha. Hồi đầu hôm thì nó ngon quá, dính con cá lóc trà quá nện luôn. Còn giờ thì không bước sẽ biết sao nha cả nhà. Nhưng mà trước mắt thì cây cần câu nằm trên trời. Nè. Ra thấy cây cần câu cái con muốn nản đi vô luôn. Nó ra su quá cả nhà. Su cà na thì chứ trời. Ngay mà thấy không? Nằm trên trời nè, mồi nằm lúc bên đây nè. Qua mặt nước luôn rồi. Có nước một chút đó. Và bây giờ mấy anh em sẽ đi thăm thêm những cây cầu khác nha. Rồi có hay không, nhưng mà có cũng được, không có không sao. Tại vì có một cá lóc rồi. Đúng không? Vì tính không thì tính chuyện với cá lóc. Đúng rồi. Tính chuyện chầu cao nó là gì? Không tính chuyện mổ xẻ nó như thế nào. Thôi, đi thăm cả nhà. Trời ơi. Cắm cò không? Gì trống gì? Nước nó cạn quá trời cạn rồi. Cắm hồi lồi quá. Hồi lồi cũng không ăn nữa. Thấy hiu rồi đó. Rồi. Thôi đi. Đĩa đâu đó. Đĩa má ơi trời ơi. Đĩa ơi tía đó dữ quá vậy. Ừ đúng không cô cơ kìa. Trời ơi đĩa má ơi có nữa hả? Con này có đĩa trời kìa. Như trời cũng là lỗi. Thấy không? Zoom lại thấy không? Rồi. Ở con đen nó con đĩa đó nha. Đĩa đó. Nó bò đó không? Trời. Trời trời. Nó cạn mới thấy nè. Tự nhiên ốp cục luôn nha. Gì? Không gà lội ầm ầm chứ. Ghê quá vậy. Rồi xong hiểu cuộc đời luôn, không gà lội đĩa luôn. Không phải đeo. Rồi cuối cùng mới phát hiện đĩa không. Tự nhiên gai ốc gì nổi lên trời. Không biết nó có chui đâu không coi hay có chui đâu. Chui cái lỗ nào có lỗ lại chui. Để nó bự má ơi bằng ngón tay cái có. Còn thôi đi. Rồi dở câu luôn nha cả nhà. Ôi vậy sao ai dám ăn lưới đây vậy thôi. Ớn vậy. À, mẹ đĩa trời. Rồi nhổ câu luôn đi. Ai thua luôn. Câu cái này dính con gì đó các bạn. Này cắm gì vậy? Cắm cò. Trời thánh thần ơi. Thôi con đĩa gì kìa, trời có nhóc luôn không mẹ ơi, cắm cò với cắm đĩa luôn. Đạp đen luôn, đạp luôn. Ôi đĩa không ha. Nhiều quá. À, đi. Vậy không có đĩa chạy. Thì không đúng rồi. Ngồi còn nguyên luôn. Đĩa trong mà nằm lên khên một bài trên trời. Con đĩa anh làm món gì đi. Ở nhà coi cái chấm đen 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 không? Thôi không dám đụng chứ giờ làm món. Thôi tiếp tục. Con đen cục xử lý luôn. Nó đen đen nè, chấm nhóc vô nó bò rồi. Trời ơi. Quá, lạnh quá vậy trời, lạnh quá. Cứ cần câu vậy không mà dính gì. Rồi. Rồi thấy nhiêu đời cuộc đời mình nữa. Ôi chuyện nha. Nó cạn kìa. Trời đái luôn. Thôi. Đi tới nhà. Thôi, thua rồi. Về trên trời thôi trời dính. Cắm này cắm cò thì luôn. Thôi đi. Thôi đừng con ngon quá. Rồi thôi thua rồi. Ủa dính cái rễ bự. Ủa mẹ đâu. Thôi trời ơi. Thấy không. Dùm thấy không, thấy cái đầu không. Ở kìa thấy không, thấy chưa? À, còn cái nhà biết thấy không nữa, ủi đèn cái nhà thấy. Để tôi bước xuống rồi. Ôi, ôi, nó bự. Ồ trời, thánh thần ơi. Chết tôi thôi, Rồi nha. Quá trận cái chơi luôn rồi. Ôi, ôi trời. Ui, ở đây con siêu. Ôi cái trắng. Ủa. Thôi, ở đây gặp con siêu to cũng lộn vậy. Quá trời luôn. Lộn mạnh luôn. Ôi. Con cá trê trắng nó bự. Cũng lộn luôn trời. Sao nhìn nó không thấy nó bụng quá vậy? Tôi thấy cái đầu nó cái một cái mông xỉu luôn á. Ngon lành cái đạo rồi. Quá díp. Không dính thôi mà dính toàn thứ dữ luôn nè. Con bự bự không đó nha. Đúng rồi im đi. Rồi ít nhất cũng có đồ ăn rồi. Còn cái lóc còn cái chê rồi đó nha. Thôi thôi coi. Chắc còn nữa, Ôi má ơi nó bự. Trời ơi. Ngủ tại đây tính ra từ nhỏ lớn mới thấy con cá chê đồng mà nó bự vậy á. Rồi. Mà tính ra dở là nước á, chứ không coi chừng còn có nữa đó. Ừ, cá này trời. Ồ nặng á, nặng lắm. Ký không? Không tới 1 ký. Nặng lắm. 700-800 g có á. Rồi. Thôi đi tiếp đi. Thấy có hưng phấn lại à, thấy nằm ở trên trời không mà giờ rốt cuộc thấy được dính con cá hưng phấn lại liền. Ừ, tao dính luôn đó. Cái vậy là thêm cá lóc nữa, 3 người ăn khỏi ra. Ừ, dư sức luôn rồi. Đi. Ngày sau dính nữa đi trời. Đầu giờ dính ngon quá mà. Rồi tiếp tục. Ôi trứng dính. Ồ, có nằm trời má ơi. Đúng rồi. Nó nằm trời. Cái lá còn mát. Trời ơi. Thôi dở luôn. Thì chỉ trong trời vô mấy cây cần câu nào mà nó sâu thiệt sâu á. Này được nước lớn á, nước đúng nước của nó mới ngon. Thôi đi. Còn mấy cụm trên trời không. Cắm sâu quá luôn mà còn phỏng chân. Thôi đi. Đây là thành quả của đêm hôm nay nha cả nhà. Phù phù cá trê thánh thần có dằn. Đó. Đóng nước luôn ấy. Rồi nó phóng nữa nha. Rồi. Tính ra nó không được nhiều nhưng mà con nào con nấy khổng lồ. Đủ và chản luôn. Má hú luôn trời. Ơi dứt cái là chết luôn. Cái lóc mà nhỏ cái trê nha. Cái lóc nhỏ cái trê. Nhưng mà cái lóc dày là dữ lắm rồi đó. Thánh thần thì chứ dính hai con này một cái ha. Rồi sao trời. Sao ta? Cá nào cũng bự hết. Mà cá chê mình ăn không hết đâu. Bự lắm. Cái lóc này không nữa bự chà bá nữa nè. Cái lóc này ăn cũng khỏe rồi đó. Giờ nay coi tính sao được. Giờ cá chê này nó thiệt luôn là ăn không có hết nha cả nhà. Thôi bây giờ sẽ Giờ hai con này tính sao ta? Thôi cái lóc mình nấu cháo đi. Thôi chế biến đi, chế biến luôn đi. Cái lóc này nấu cháo đi. Còn cá trê này thì mình để lại nha. Sao ta? Ừ. Để lại rồi tính tiếp chứ giờ ăn cũng đâu có hết đâu nha cả nhà. Mình giờ mình mặn bỏ tội. Cái này chỉ có nướng làm nước mắm á, mắm rừng. Như cái nách luôn á trời. Nhưng mà đã có cháo rồi. Ừ. Thì cháu đâu có ăn được cá lóc nướng mắm gừng được. Mà giờ tối khuya rồi giờ nướng con cá trê này nó thiệt tí mít luôn, tới sáng luôn á. Tại vì đâu có củi đâu, đâu bao nhiêu củi đâu bao nhiêu than đâu, giờ nướng cá này chết luôn á. Là nướng con cá này xong là coi như sáng là chào cả nhà đi về luôn á. Không có ăn luôn á. Rồi về nấu cháo cá lóc đi. Này, cá cũng nhiều bự ốp cục luôn chứ. Tính rằng cá trê nãy nó bự quá cái để nó lấn áp cá lóc liền ha. Ừ. Để riêng thì nhìn thấy nó bự nha. Rồi công nhận cái kênh này quá trời cá bự luôn trời. Đó, thì bây giờ anh em sẽ nấu cháo cá lóc nha. Trước tiên sẽ cháy nó. Tết thơm. Vô hành nha. Củ hành. Xong vô tỏi luôn. Quá xa rồi. Thơm rồi đó. Để cháy rồi nó thơm rồi. Tới trứng lại luôn. Đây. Vô cá lóc luôn. Cháy cho nó vàng vàng cái săn lại cái lóc đồng mà khỏi nấu rồi ít thấy luôn rồi. Ngọt và dai nữa, đặc biệt cái đặc trưng cá lóc đồng. Cái này mà phải biết hổm làm thì cấm sớm à. Mà đâu cấm được tại nước cạn không mà sao cấm, cũng khó canh quá. Nếu mà xây con nước lại mà được ngay cái chỗ mà ban đêm mà tầm cỡ 7 giờ nước lớn ha, lúc đó mà ngon một cái luôn cái nhà. Tầm mớ ngày nữa mới xây nổi. Cũng lâu à. Ok đó. Rồi vô nước luôn. Vô nước luôn nha cả nhà. Nấu cháo mà. Xa rồi. Rồi nêm vô luôn nha. Miếng muối. Đây, miếng hạt nêm. Nước ngọt. Nước ngọt nha. Rồi. Vô thêm miếng hành để cho nó thơm cái nè. Tới luôn. Đây, bỏ miếng hành luôn cho nó thơm nha. Đây, giờ vô gạo luôn nha cả nhà. Giờ cũng tối quá. Như đây coi không biết đủ ăn không. Nếu mà không đủ ăn thì vô thêm xíu nữa nha. Đây, cá lóc chín này nha cả nhà. Đưa ra chứ không hồi gã bấy luôn. Bây giờ sẽ lấy ra nha. Cá lóc đồng công nhận dài. Được không? Từ từ thôi, không được sổ bụng nó đi. Cá lóc nãy nó có cái cứa. Đây, tới miệng ăn rồi đó nha. Kỳ lắm nha. Nói chung cũng nặng lắm á. Nè lấy cái giá được rồi. Nó kệ đi. Lỡ rồi. Lỡ rồi, cùi vậy nó. Cùi luôn đi. Tối quá trời tối rồi. Giờ đói quá trời đói, gà gái luôn á. Không lẽ ra kiếm gà nào gái mặn thịt nó luôn. Bỏ nó cháo luôn. Bỏ gà cháo luôn. Nấu cho chín cháo cái là đem xuống cúng bà mà cả nhà ăn chung luôn nha. Chín rồi nha. Bây giờ bỏ hành luôn, đổ lên luôn, hết luôn. Ôi, cháo hành. Ôi, cháo hành của Thị Nở. Cháo hành của Thị Cô Đen. Cháo hành Thị Nở đâu có cá lóc. Mình có cá lóc. Mình hơn rồi đó. Đó, quả đã. Không biết ai nguyện làm chí phèo không ha. Thôi bây giờ mấy anh em sẽ cúng ông bà rồi mời cả nhà ăn chung với mấy anh em luôn nha. Quả xả rồi. Giờ ăn nha cả nhà. Nãy quên gắt tiêu nữa. Giờ cho lên. Nói cho nó ấm bụng đấy. Rồi, ok. Thêm miếng luôn. Còn xả quá xả. Rồi hai miếng nữa đi. Nãy cúng mà thì múc ít nha cả nhà. Rồi thôi một tiêu. Cá ta kho chiên, ủa là cá ta nấu cháo mà nghe mùi tiêu không? Thôi một tiêu. Mời cả nhà miếng nha. Miếng cháo nha. Nhà miếng cháo cá lóc hành nhiều nha. Ấm lòng chiến sĩ chứ hả? Ăn cháo nữa còn bằng cháu có lóc hay ngọt thôi rồi. Tôi gọi luôn. Có hành nữa. Đây. Để đây luôn. Ăn gấp đi ơi. Dai nè. Ôi ôi ôi. Cái căng nha, dai quá nha. Cá dai quá. Cầm lấy. Đây. Mời cả nhà ăn miếng nha. Cá dài quá. Trời. Đúng là có động mà. Dạ cái đuôi này hơi khó tại vì cái đuôi dai nhất á. Dai ốc cụ luôn. Quá tha. Mời cả nhà nha. Vô nha. Hành nữa chứ. Đêm nay thì cũng ở đêm cuối ngay chỗ này lại một trăng tròi ra đi nữa. Đi đâu mình cất nhà ở đó. Đi đâu có nhà ha. Con gà mình vào á, đi đâu là có nhà đó. Cất nhà tại chỗ luôn. Đúng rồi, mình nhà trên đất đai mà. Ok. Thì cái ao mấy cái ao này là người ta bỏ hoang, nghe nói lâu lắm rồi, 5-7 năm về là hình như một dải này tới 4-5 ao á, mà cứ một cái vuông vậy là tầm có 5-7 công. Nhiều lắm, lớn lắm. Ngon quá. Bẻ luôn Nguyên. Cá lóc quẩy đuôi bây giờ. Quẩy là khỏi ăn luôn. Rồi cuốn luôn. Còn kia lát tính vô ăn sao. Mở nhà nha. Cuốn luôn. Mở cái nhà nha. Ôi ơi. Cá lóc ngon. Ngọt gì đâu á. Chả ba chêu chả luôn. Cá nấu quanh trưa luôn. Con cháo mà hết sảy rồi. Chờ gạo không nở, đâu có cục luôn. Giờ gà muốn gái luôn á. Con cá lóc không cũng đủ ăn nè. Còn cá chê nè. Cá chê giờ không biết làm gì luôn. Tại vì ăn cũng hết. Để là không lẽ giờ ăn nửa con để nửa con. Quá trời bự luôn. Tại vì cháo. Thế giờ với cháo no rồi á. Cháo no hả? Chứ cũng khuya rồi. Chảo cháo này ngon mê chi đó. Mê lây vậy đó, mê ly vậy đó. Lóc mà. Hơi bị lẹo lưỡi. Quên. Ăn đâu nhiều nữa. Ôi từ từ ơi. Đó, đặt thịt một cái luôn á. Dai. Nhà nữa nha. Bởi vậy nha. Con nào biết ăn bao tử không? Không. Để tôi chia cho hai thằng thằng miếng. Ăn đi. Ăn đi thằng miếng. Cái này là cái ngon nhất đó. Rồi, ăn bánh đầm này. Sao vậy? Nè, nhìn Tuấn ơi. Nè, ok. Mình nấu có nữa chia ra. Cắm vô quất cái này, đã lắm. Nguyên cái bộ ruột luôn. Có bồng mà trúng bánh á, bỏ ra nhau. Đúng rồi, ngon. Ăn đi 11 là tới đầu, 2 là tới yên. Vậy ok không? Nó hơi đắng. Có gặp đắng chưa? Có đó, mới ăn luôn. Vô đắng chưa? Vô rồi. Vô làm vô cái mặt á. Nên thuốc. Mà cái này ha. Đó đồng nó bự. Mà cái độ ngọt nó thì thôi khỏi nói. Nó dài nữa. Dây. Mỗi lần gấp là phải có người hỗ trợ gì nè. Phải đè xuống. Này còn cái đồng hỗ trợ không? Chắc được được. Được không? Mở nhà ăn miếng nha. Đúng không? Ngon. Đói gì ăn chưa? Đói không đói. Trời ơi. Cháo nè, dễ ăn nữa. Con cá đều vui. Nè, còn cái đầu nè, không đâu gấp đi. Qua cái đầu luôn. Tại giờ nếu á mà kho cá chê vô á thì nó chật quẻ. Đúng không? Còn bỏ cá chê vô cháo á thì nó hơi bị tanh tanh xíu. Tại vì cá lóc đang ngon mà. Thì anh em quyết định nấu cháo rồi nên cá chê không biết đụng đâu luôn. Đúng rồi, đêm cuối mà. Còn nướng thì tới sáng luôn. Nướng tới sáng luôn. Để mai coi tự xin tự việc coi, nếu mà còn thì nó đi, còn không còn thì cái khác không. Cái gì đem gì vậy? Dám nhả. Ăn là coi như là khỏi ăn thăm luôn, để lại. Thắng mà biết. Quá sao rồi. Cái lóc ngon dữ trời. Vô đứng. Này vô đi. Còn đầu đưa qua luôn. Cuốn luôn ấy. Cuốn luôn ấy. Cuốn luôn miếng này nè. Còn này vô sao? Cuốn luôn. Cuốn cái miếng này nè, cái miếng này nè. Vô đi, vô miếng. Vô đây không? Vô. Vô đi. Cuốn luôn. Còn này nữa nè. Hàn Quốc đấy. Mở nhà nhá. Vô nha. Quá là thịt luôn. Ngon. Rất hết bạc. Đi dài quá. Ngon quá. Có hành nhiều nữa, ăn hôm. Ăn cho sức khỏe. Có cháo cái lóc, rồi có hành nữa, ăn tới luôn. Tới chỉ luôn là Mỹ. Quả bổ luôn, quả đỏ luôn. Cái lóc ngọt này, hành nó ngọt nữa. Mê ly. Rồi. Đây nè. Uống luôn. Đây nè. Cái này hành nhiều xương xíu nữa, trời ơi nó ngọt. Nè, vô cái má. Thẳng cái. Đây, mà cái nhân nữa. Tức nè. Thịt nó ngọt. Nó ngon. Nè. Mới ăn rồi. Ui, ăn thử coi cái má rồi sao? Tại biết cái má ăn thử rồi biết cảm giác yên sao. Nó ngon, nó dài hơn cái thịt kia luôn. Nó dài không? Nó chắc thịt cái má cực kỳ chắc thịt luôn. Rồi hàng bay biết tại sao? Đâu thịt nó nhiều đó. Không phải. Nó bơi hả? Nó không phải luôn. Tại vì con đực nó không con cá nhiều quá nên má nó săn lại. Trời ơi. Gì ảo à, nghe ảo. Hộp cháo cùng ăn đã thì nha. No bụng, ấm bụng luôn. Ấm lòng chiến sĩ luôn trời. Có nồi cháo thiệt ngon luôn. Còn nguyên cái chê chà bá lửa. Con nó tầm cỡ chắc cỡ ký hơn. Nặng lắm, bự lắm. Cái đầu không là chà bá thôi. Cái đầu chà bá lửa luôn. Không ngờ ngay cái chỗ này mà có những con cá bự vậy ta. Cái kiểu này cá lâu năm á. Đúng rồi, cái tại vì cái ao á, là toàn là những cái lục bình nghêu mát. Có quá trời quá đất luôn. Không ai dọn, nếu mà có người ta nào mà dọn cái đống đó chắc bộn. Còn bên kia nữa mà sao thấy giống hệt mấy con đĩa ghê quá. Nhỏ. Y chang đĩa luôn. Y chang đĩa luôn, không khác gì chứ. Thấy ớn quá. Nó bò nhúc khô. Tại vì hồi đó em có thấy đĩa rồi, nhưng mà cái đợt này giống hệt là gọi xa xuống là không biết nó có giống không, không biết. Nhưng mà thấy nó y chang luôn á. Cái vấn đề là ban ngày đồ là không gặp, tính ra không gặp luôn á, chứ không phải ban ngày đó. Đúng rồi. Sao bữa nay tự nhiên gặp? Tại vì mình thường mình lội là nước đục, mình đâu có thấy đâu. Này qua chỗ nước trong hả? Qua chỗ nước trong gọi vô mới thấy, mới để ý. Trời ơi, quỷ thần ơi. Con còn dính con hả? Gì có đâu. Ốc cục nó bụng sợ ơi, trời thánh thần ơi. Tự nhiên gai góc thì lông gà con vịt vậy nổi quá trời nổi. Trời ơi. Ôi, ghê quá. Chắc 11 không dám lại đây luôn quá. Thôi bây giờ mấy anh em xin phép cả nhà đi ngủ nha. Ngày mai dọn dẹp liều trại rồi những cái đồ như mà lá nó chặt bỏ tùm lum á, gom lại luôn. Dây đồ gom lại hết. Vậy mấy anh em làm chỗ nào á thì dọn dẹp chỗ đó nha. Thì cũng như cái cây cối này đó thì mấy anh em đã cũng có xin giái rồi, cúng kiến đồ này nọ cả nhà nên mới dám ở dưới đây. Tại vì gốc cây này một phần á làm cho cái căn nhà nó đẹp hơn chút xíu á. Chứ em nghĩ chắc có giái có cúng thì đó giờ đi đâu cũng vậy, có giái có cúng hết trơn à. Nên hầu như là không có gặp. Thì bữa nay cũng ngày cuối rồi. Mấy anh em cũng xin phép cả nhà đi ngủ nha. Thôi bây giờ chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Bye bye. Chứ giờ khuya quá rồi. Ơi. Chào nhà buổi sáng nha. Chào nhà nha. Chào nhà nha. Thì bữa nay cũng hoàn thành thử thách 4 ngày sinh tồn ở đây rồi nha cả nhà. Bây giờ mấy anh em xin phép cả nhà dọn dẹp đặng đi về. Mấy anh em cũng tranh thủ thức sớm. Mau quá. Em quá. Đằng này sinh tồn ở đây cũng ngon quá. Quá chịu luôn. Em món cuộc tình luôn. Cá mắm đầy đủ luôn. Đầy đủ với trên luôn. Bây giờ mấy anh em cũng dọn dẹp đặng đi về. Quay tiếp những clip cho cả nhà cùng xem nha. Thôi chào tạm biệt cả nhà. Nhớ like cho mấy anh em có động lực làm thêm những clip tiếp theo nha. Chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye.